Trước khi nuôi bất kỳ loài vật nuôi nào, bà con cần chú ý 7 đặc điểm như sau để có được hiệu quả chăn nuôi cao nhất. Đầu tiên là đặc điểm sinh học của loài vật nuôi đó như thế nào, tập tính, thói quen và nhu cầu sống của loài vật đó. Thứ hai là chế độ ăn uống, loài vật ăn gì, tần suất ra sao, cần bổ sung dinh dưỡng gì. Thứ ba là môi trường sống, bao gồm nhiệt độ, ánh sáng, không gian cần thiết để loài vật nuôi phát triển. Thứ tư là chi phí chăm sóc, chi phí mua thức ăn, dụng cụ chăm sóc, khám bệnh, nơi ở. Thứ năm là vệ sinh và sức khỏe, cách giữ vệ sinh và nhận biết dấu hiệu bệnh tật. Thứ sáu là thời gian chăm sóc, mức độ cần thiết và thời gian dành cho việc chăm sóc là bao nhiêu mỗi ngày. Thứ bảy là pháp lý, kiểm tra xem việc nuôi loài vật này có cần tuân thủ quy định pháp luật nào không. Nếu như bà con nắm chắc được 7 yếu tố này thì sẽ có một khởi đầu thuận lợi khi chăn nuôi. Đối với chăn nuôi chuồn mốc cũng vậy, bà con cũng cần tìm hiểu thật kỹ. Đây là một loài vật mang lại giá trị kinh tế cao, nhưng với những bà con mới cần phải tham quan, tìm hiểu, nắm được 7 đặc điểm vừa rồi. Trong video này, anh Nguyễn Văn Thể, chủ trại chăn nuôi chuồn mốc tại Trảng Bom, Đồng Nai sẽ chia sẻ cho quý bà con về mô hình chăn nuôi chuồn mốc, muốn thành công cần phải làm những gì. Xin kính chào quý bà con trên toàn quốc. Tôi tên là Nguyễn Văn Thể, là chủ trang trại chăn nuôi giống động vật hoang dã, có địa chỉ tại ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Hôm nay tôi rất vui được kênh và tham quan mô hình trang trại của tôi. Vậy nên tôi muốn chia sẻ với quý bà con về kỹ thuật chăm sóc chăn nuôi về con cầy vòi móc này. Trước khi quý bà con muốn tìm hiểu chăn nuôi thì xin quý bà con hãy hiểu rõ được 4 yếu tố sau. 1 là kỹ thuật làm chuồng trại, 2 là kỹ thuật lựa chọn con giống, 3 là kỹ thuật ghép đôi phối giống, 4 là kỹ thuật chăm sóc chăn nuôi. Đầu tiên mà anh Thể muốn chia sẻ cho bà con đó là điều kiện cần thiết để đáp ứng làm chuồng nuôi. Ở mỗi vùng miền khác nhau, mỗi địa phương khác nhau sẽ có những kiểu thời tiết riêng biệt. Vì vậy, bà con cần có những biện pháp ổn định được nhiệt độ trong khu vực chăn nuôi. Làm như thế nào để chuồng không bị quá nóng hay quá lạnh? Chuồng trại chăn nuôi không cần quá cầu kỳ nhưng phải được đảm bảo chắc chắn, không bị mưa tạt, gió lùa, hạn chế tối đa sự ảnh hưởng khi thay đổi thời tiết. Và kỹ thuật làm chuồng trại, quý bà con có thể tận dụng những ngôi nhà để không như chuồng trâu, chuồng lợn, chuồng gà, chuồng bò. Quý bà con cải tạo lại làm sao giữ nhiệt độ trong chuồng luôn luôn ổn định từ trên 15 độ C trở lên, dưới 35 độ trở xuống. Nếu khu vực nơi khí hậu của quý bà con thời tiết nóng quá, quý bà con có thể dùng quạt hoặc máy phun sương tưới mái như trang trại tôi đây, để giữ nhiệt độ trong chuồng luôn luôn ổn định. Nếu trường hợp thời tiết lạnh quá, quý bà con có thể dùng bạt che chắn để giữ nhiệt độ trong chuồng luôn luôn ấm, nhiệt độ luôn luôn được từ 10 đến 15 độ trở lên thì loài động vật này sống rất là tốt. Về các ô chuồng nuôi nhốt của chuồn mốc thì như bà con đang nhìn thấy tại đây, anh có hai kiểu chuồng khác nhau. Thứ nhất là chuồng ghép đôi đơn lẻ, được làm với diện tích nhỏ, mỗi ô chuồng như vậy phù hợp để nuôi nhốt từ 1 đến 2 con chồn. Vật liệu để làm chuồng cũng rất sẵn có, cho dù bà con ở bất cứ nơi đâu. Những loại thép định hình, lưới kẽm như thế này, bà con có thể mua với chi phí rẻ ở các cửa hàng cơ khí. Cụ thể về kích thước loại chuồng nuôi đơn lẻ này như thế nào, xin mời bà con cùng nghe anh Thể chia sẻ sau đây. Như trang trại tôi đây thì có 2 mẫu chuồng, 1 là mẫu chuồng đơn lẻ, 2 là mẫu chuồng tập trung. Vâng, về mẫu chuồng đơn lẻ thì mời quý bà con hãy ra cửa hàng mua sắt vuông 1.5 và sắt dàn lam ô cáo 4 năm, quý bà con về tiến hành làm chuồng. Như chuồng tôi đây, quý bà con hàn chiều dài 2 mét chia làm 3 ô, chiều rộng 1 mét, chiều cao từ mặt đất lên đáy chuồng là 45 phân, từ đáy chuồng lên mặt chuồng là 48 phân. Bên trên mặt chuồng, quý bà con mở cho tôi mỗi ô một cái cửa để khi bắt con giống ra vào. Và dưới hông chuồng, quý bà con mở cho tôi một cái cửa cao 10 phân, rộng 15 phân, để ngày ngày quý bà con
thay ca rửa chén để cho con chuồn ăn. Vâng, về mẫu chuồng 2m thì quý bà con chia làm hai ô, thì quý bà con sẽ nuôi một con đực ở giữa, hai con cái hai bên. Đến khi con cái nó muốn động dục thì quý bà con sẽ rút cái lưng gạch này lên để con đực và con cái sang phối giống nhau. Kiểu chuồng thứ hai có kích thước lớn hơn và đồng thời cũng nuôi nhốt được nhiều cá thể hơn trong một ổ chuồng. Đó là kiểu chuồng AV, vì kiểu chuồng này phù hợp với những hộ chăn nuôi có quy mô lớn, đặc biệt là những trang trại như của anh Thẻ đây. Vậy kiểu chuồng này có những ưu điểm gì hơn chuồng nuôi đơn lẻ? Tùy thuộc vào quy mô chăn nuôi của bà con mà lựa chọn kiểu chuồng phù hợp với gia đình nhà mình. Thì quý bà con có thể làm cho tôi một cái chuồng chiều cao, là trên 2m để quý bà con ra vào không bị đụng cửa đầu, và chiều dài 3m, chiều sâu 1,5m. Quý bà con dùng sắt ô cáo và hàn như chuồng tôi đây. Và quý bà con mở cho tôi một cái cửa để ngày ngày ra vào cho con chuồn ăn. Vâng, quý bà con lưu ý cái cánh cửa này, quý bà con hàn cho tôi một cái khóa đuôi cá. Khóa này có tác dụng để khi quý bà con ra vào đóng mở cái khóa này nó sẽ tự sập, để thuận tiện hơn khi bà con chăn nuôi và bắt con giống. Còn ở bên trong chuồng này, bà con sẽ ngăn nô chia đôi làm cái gác cho con chuồn này, để nó leo hàng ngày, nó leo trèo và nó nằm lên nghỉ ngơi. Vâng, ưu điểm của mẫu chuồng tập trung nó sẽ hơn hẳn về mẫu chuồng đơn lẻ. Ví dụ như chiều dài của mẫu chuồng đơn lẻ, quý bà con chỉ nuôi ghép đôi phối giống được 3 con, nhưng mẫu chuồng tập trung quý bà con có thể ghép 5 con đực, 10 con cái. Về ngôi chuồng tập trung này, quý bà con có thể nuôi những con nhỏ hoặc những con chưa trưởng thành và con thương phẩm. Quý bà con có thể nuôi khoảng tầm 20 con đến 30 con trong ngôi chuồng tập trung này. Trước khi mua chuồng về nhà để nuôi thì bà con cần phải chuẩn bị tốt về những ô chuồng nuôi nhốt, đảm bảo rằng chuồng có một không gian sống thoải mái, đúng yêu cầu ngay khi về tới trang trại. Bà con hãy đến tham quan trang trại của anh Thẻ, liên hệ qua số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình để được anh tư vấn kỹ hơn về cách làm chuồng trại. Tiếp theo, anh Thẻ sẽ chia sẻ cho bà con về cách lựa chọn con giống. Để có được những con giống chất lượng như thế này thì chắc chắn anh đã phải sàng lọc qua nhiều khâu khác nhau. Xin mời bà con cùng nghe anh chia sẻ sau đây. Kỹ thuật lựa chọn con giống. Con giống phải nhanh nhẹn, khỏe mạnh, mắt sáng, lông mượt. Bộ phận sinh dục của con đực, con cái phải phát triển đồng đều, không dị dạng. Để lựa chọn được những con giống tốt như trang trại chúng tôi đây, trang trại chúng tôi phải sàng lọc qua 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ 3 tháng tuổi. Giai đoạn 2, 5 tháng tuổi. Giai đoạn 3, 8 tháng tuổi. Giai đoạn 4, thời kỳ sinh sản. Với những con nào đẻ kém, không đạt chất lượng, trang trại sẽ chuyển sang nuôi con thương phẩm. Và những con nào đẻ được từ 4 con trở lên, trang trại sẽ hỗ trợ ghép đôi phối giống để bán cho bà con về chăn nuôi. Tiếp theo là một kỹ thuật quan trọng nhất khi nuôi chuồn mốc sinh sản, đó là cách ghép đôi phối giống và chăm sóc chuồn trong giai đoạn này như thế nào. Có thể nói, chăn nuôi chuồn mốc có thành công hay không, lợi nhuận có cao hay không thì phần lớn nằm ở khâu này. Với những người mới chưa có nhiều kinh nghiệm thì cần phải tìm hiểu thật kỹ. Khi bà con hợp tác chăn nuôi cùng với trang trại của anh Thẻ thì sẽ được anh tư vấn kỹ thuật và đồng hành cùng với bà con trong cả quá trình chăn nuôi. Khi gặp bất cứ khó khăn nào, bà con chỉ việc liên hệ với anh qua số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình thì sẽ được anh hỗ trợ ngay lập tức. Ba là kỹ thuật ghép đôi phối giống. Thì quý bà con có thể ghép theo 2 kiểu. Một là ghép chuồng đơn lẻ, thì quý bà con ghép 1 con đực với 2 con cái. Và như mẫu chuồng tập trung thì quý bà con có thể ghép 5 con đực, 13-14 con cái. Trước khi ghép đôi phối giống thì bà con trước 1 tuần, quý bà con bồi dưỡng cho con đực 3-4 quả trứng vịt lộn, quý bà con luộc lên cho ăn. Và 4-5 quả trứng gà sống, quý bà con đập ra để cho con đực có nhiều chất tinh dịch để ghép đôi phối giống cho con cái được tốt. Và trước khi con cái nó có biểu hiện động dục, nó sẽ có hiện tượng kém ăn, đặc biệt nó chất tiết ra một chất tinh dịch lờ lờ máu cá bám xung quanh chuồng. Lúc ấy con đực nó đánh hơi được chất tinh dịch đó
nó cũng sục sạo quanh chuồng. Lúc ấy bà con rút viên gạch lên để cho con cái và con đực ghép đôi phối giống. Thời gian ghép đôi phối giống khoảng từ 10 đến 15 ngày. Sau khi con cái nó được dục, nó sẽ nằm riêng ra. Quý bà con lúc ấy tách con đực ra để cho con gà cái nó mang thai và sinh sản được tốt. Điều thứ tư là cách chăm sóc và nguồn thức ăn của chồn mốc là những gì. Như nói ở phần đầu của video, trước khi nuôi bất kỳ loài vật nuôi nào thì bà con cũng cần phải tìm hiểu về chi phí chăm sóc, chi phí chuồng trại, thời gian đầu tư chăn nuôi chúng như thế nào. Đối với chồn mốc, tất cả những chi phí này đều rất thấp. Điều quan trọng là bà con phải cung cấp nguồn thức ăn sạch sẽ, vệ sinh phòng bệnh tốt thì chắc chắn đàn chồn bà con sẽ phát triển khỏe mạnh. Sau đây là cách chăm sóc chồn mốc của trang trại anh Thể trong một ngày như sau. 4 là về kỹ thuật chăm sóc chăn nuôi. Thì kỹ thuật chăm sóc chăn nuôi nó có hai yếu tố. Một là kỹ thuật chăm sóc chăn nuôi con sinh sản, hai là kỹ thuật chăm sóc chăn nuôi con thương phẩm. Kỹ thuật về kỹ thuật chăm sóc chăn nuôi con sinh sản thì con chồn mốc này nó ăn tất cả các loại hoa quả ngọt, ví dụ như quả chuối, quả mít, quả thanh long và đu đủ. Như quả chuối thì quý bà con mỗi buổi sáng quý bà con cho nó ăn khoảng 2 đến 3 quả, buổi chiều quý bà con cho nó ăn một chén cháo loãng. Cháo quý bà con có thể mua một ít cổ cánh gà hoặc ít cá về quý bà con xay nhừ lên nấu cho nó ăn. Và chế độ ăn thương phẩm thì quý bà con cho ăn tăng gấp 2 gấp 3 lần so với con sinh sản. Đặc biệt quý bà con cho ăn ngày 3 bữa, buổi sáng, buổi chiều và buổi tối trước khi đi ngủ. Để con chồn này quý bà con nuôi 10 tháng nó sẽ đạt được trọng lượng khoảng từ 7 đến 8 kg. Lúc ấy quý bà con đã xuất chuồng. Vâng, con chồn mốc này một năm nó sinh sản 2 lứa. Mỗi lứa trung bình từ 4 đến 5 con, có những con đẻ sai lên 6 con. Thời gian mang thai của nó là từ 60 đến 65 ngày. Thì đẻ con từ lúc sinh sản, con mẹ nó nuôi con tầm khoảng 1 tháng rưỡi. Lúc ấy con nó sẽ bú hết sữa mẹ. Thì quý bà con tách con riêng ra nuôi vào một chuồng khác và quý bà con cho con mẹ nó nghỉ ngơi khoảng 10 đến 15 ngày. Lúc đó quý bà con lại đưa con đực vào để ghép đôi phối giống sinh sản lứa sau. Vừa rồi là những chia sẻ của anh Nguyễn Văn Thể và cách nuôi chồn mốc sinh sản. Nếu như bà con có bất cứ thắc mắc nào thì hãy liên hệ với anh qua số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình để được anh tư vấn kỹ hơn. Địa chỉ trang trại của anh ở xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Khi bà con hợp tác chăn nuôi cùng với trang trại của anh Thể sẽ được anh tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ đầu tư vốn chăn nuôi cũng như bao tiêu đầu ra cho bà con. Cụ thể anh chia sẻ sau đây. Trước khi bà con muốn tìm hiểu chăn nuôi về loài động vật hoang dã này thì xin mời quý bà con hãy cần tìm hiểu những trang trại có uy tín, chất lượng, trang trại lớn. Ví dụ, quý bà con đến với trang trại chúng tôi đây thì trang trại chúng tôi sẽ cùng tôi và đội ngũ kỹ thuật viên sẽ chia sẻ tất cả những kỹ thuật chăm sóc chăn nuôi cũng như trang trại tôi tạo điều kiện chỗ ăn chỗ ngủ cho quý bà con ở xa đến để học hỏi. Khi nào quý bà con học thuộc được tất cả các kỹ thuật chăm sóc chăn nuôi thì trang trại tôi mới bàn giao con giống. Trước khi bàn giao con giống, trang trại tôi đều có giấy tờ đầy đủ hợp pháp và có hợp đồng bao tiêu từ 10 đến 15 năm, giá cả ổn định là 2 triệu đến 2 triệu 100 ngàn đồng trên 1 kg. Đặc biệt trang trại chúng tôi hàng tháng sẽ cử kỹ thuật xuống tận nhà bà con để kiểm tra cách chăn nuôi cũng như kỹ thuật và luôn luôn đồng hành với quý bà con. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo trên kênh Nông Lâm.net.